Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 7 tháng 3 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong ngày và đêm qua, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tràn xuống, tại khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Một số nơi xuất hiện mưa vừa như tại Bắc Hà, Lào Cai, lượng mưa là 20mm, tại Hoàng Su Phì ở Hà Giang và Sapa, Lào Cai là 23mm, tại Y Tý ở Lào Cai lượng mưa là 23,2mm. Cùng với mưa, nhiệt độ tại các tỉnh thành cũng đồng loạt giảm xuống. Vào lúc 7 giờ ngày hôm nay, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ giảm sâu so với ngày hôm trước. Cụ thể là tại Láng ở Hà Nội là 17,5 độ, tại Bắc Mê ở Hà Giang hạ xuống mức 15,1 độ, Ngân Sơn Bắc Cạn rét đậm 14,2 độ, Sìn Hồ ở Lai Châu là 13,1 độ, Sapa ở Lào Cai giảm xuống mức 11,9 độ và tại Mẫu Sơn ở Lạng Sơn rét nhất với mức nhiệt là 8,6 độ. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm mai, mưa tại miền Bắc sẽ giảm dần, chỉ còn là những cơn mưa nhỏ vài nơi kèm theo sương mù. Về trưa chiều mai thì trời sẽ chuyển khô ráo hơn, khu vực Tây Bắc còn hửng nắng yếu. Còn các tỉnh thành còn lại, độ ẩm trong không khí cao cho nên trời nhiều mây và âm u. Nhiệt độ toàn miền dao động trong khoảng từ 21 cho đến 25 độ. Vào những ngày mùa xuân, thời tiết có mưa ẩm như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sự sinh sôi phát triển của nhiều loại virus gây bệnh vàng lá gân xanh trên cây có múi. Đặc biệt ở những cây đang ra đọt non thường thu hút dày chổng cánh tìm đến để đẻ trứng. Đây là loài côn trùng được xem là vật trung gian truyền bệnh. Khi mắc bệnh vàng lá gân xanh, cây ăn quả có múi thường có các biểu hiện như là phiến lá hẹp, khoảng cách giữa các lá ngắn lại có màu vàng, nhưng gân chính và gân phụ thì vẫn còn màu xanh và nhỏ, mọc thẳng đứng. Còn quả thì có hình dạng méo, nhỏ hơn so với quả bình thường, có quầng đỏ từ dưới lên phía cuống. Khi bổ dọc thì tâm quả sẽ bị lệch hẳn sang một bên, hạt thì thường bị thối và có màu nâu. Để phòng trừ bệnh thì bà con cần lưu ý là không nên sử dụng cây giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không trồng cây sạch bệnh trong ổ dịch không được cách ly, thường xuyên thăm vườn để sớm phát hiện sự gây hại của bệnh. Bên cạnh đó, bà con cần phải tạo tán, tỉa cành để vườn thông thoáng, tránh giao tán. Bón phân cân đối và vừa đủ để có thể quản lý sự xuất hiện của dày ở trong vườn, đồng thời tăng sức đề kháng và chống chịu sâu bệnh của cây. Trường hợp phát hiện vườn cây mắc bệnh vàng lá gân xanh thì bà con tiến hành chặt bỏ cây bệnh để loại bỏ mầm bệnh ở trong vườn. Phun thuốc trừ dày trên cả cây và tập trung vào các đọt non. Đối với gốc ghép mạnh thì cần tỉa bớt đọt non, chỉ để lại 2-3 đọt. Lưu ý khử trùng các dụng cụ cắt tỉa để tránh sự lây nhiễm. Bên cạnh đó, bà con nên bảo vệ và phát triển thiên địch của dày chổng cánh, ví dụ như là các loài ong ký sinh, kiến vàng, bọ rùa. Khi mật số thiên địch trong vườn cao sẽ làm giảm mật số của dày chổng cánh. Lùi xuống khu vực Trung Bộ, thời tiết trong 24 giờ tới, mưa chỉ còn diễn ra ở phần phía Bắc của đèo Hải Vân với lượng không đáng kể vào đêm và sáng sớm. Còn vài ban ngày thì trên toàn miền trời chuyển nắng với cường độ nắng tăng dần từ Bắc vào Nam. Chính vì vậy, nhiệt độ cũng có sự chênh lệch, lần lượt từ 24 cho đến 27 độ tại khu vực Bắc Trung Bộ. Khu vực Trung Trung Bộ phổ biến từ 27 đến 30 độ và phần còn lại của miền Trung vẫn duy trì ngưỡng nhiệt từ 29 cho đến 32 độ. Ở phía Nam đất nước, đến với Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết vẫn mang nét đặc trưng của mùa khô nơi đây. Ban ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 32 cho đến 35 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Bà con cần tăng cường các biện pháp chống nóng cho cây trồng vật nuôi. Tiếp nối bản tin, xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tập trung vào thời điểm đêm và sáng. Trưa chiều mai, khu Tây Bắc hửng nắng, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 22 cho đến 25 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi và sương mù, tập trung vào sáng sớm, trời lạnh, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 21 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 21 cho đến 24 độ. Xuôi xuống các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Tại khu vực này có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 cho đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc là từ 24 cho đến 27 độ, phía Nam là từ 27 đến 30 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, tại đây phổ biến không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất biến đổi từ 17 cho đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và có nơi cao hơn.
Còn tại các tỉnh Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng nhiều, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.